Chị Yến ơi, chị đã mất gì ở văn phòng rồi ạ? Hai gói khô gà nhá. Có hai gói khô gà chị để trên bàn, chị đang ngồi nói với thằng Minh Múc như này. Sau đó thì hai chị em đi ra đi vệ sinh, quay vào không thấy đâu nữa. Thì mỗi đứa một phòng. Chị mất cả Thanh Xuân. Hoặc là bạn có thể chuyển sang hệ điều hành iOS. Mất ghế. Thế cuối cùng ai là người hay lấy của chị nhất? Thằng Tùng. Anh đã thủ phạm tất cả những cái vụ mất cắp ở văn phòng mình. Thế ạ? À? Hỏi nó xem có phải nó lấy khô gà của chị Yến không? Úi đồ. Hồi đấy anh Tùng chưa vào làm. Mọi người tưởng tượng nha, em đến cả bát bún riêu phun topping bề bề để trên bàn còn nóng hôi hổi, chưa kịp mở nắp cũng biến mất. Ngoài ra ấy là mở channel mọi người phải cẩn thận mọi người ạ. Đi qua đi lại là mất cả trái tim đấy. Trái tim trên tầng 4 đấy. Đâu các bạn biết là ai. Ui giời, anh có mất cái gì bao giờ đâu. Thì... Tao ghi tên lên rồi mà vẫn còn mất được. Anh mất rất nhiều. Mất gì? Và thứ mất lớn nhất là niềm tin. Sao nhận lấy đồ của mọi người hả anh? Anh là nạn nhân. Đây này, cái này là của em mà. Sao lại ở trên bàn của anh? Mình đã từng mất 3 cái mũ bảo hiểm và rất nhiều áo mưa. Mình đã phải check cam từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối. Và mình đã tìm ra thủ phạm là ai. Các bạn đoán đây là ai? Các bạn nhìn anh hình ảnh này, các bạn đoán là ai?